chào ba mẹ trở lại kênh YouTube của Hot Kids Việt Nam, nơi kiến tạo hạnh phúc cho triệu gia đình Việt Nam. Ba mẹ thân mến, mẹ Hệ tên đầy đủ là Nguyễn Thị Hệ, hiện mẹ Hệ đang làm phó tổng giám đốc của tập đoàn Hot Kids Việt Nam, và với chuỗi chương trình video là làm sao để giúp cho ba mẹ kiểm soát cơn nóng giận của trẻ, thì ngày hôm nay mẹ Hệ sẽ chia sẻ cho ba mẹ năm bước để có thể hóa giải bất kỳ một cái cơn nóng giận của các con, được không ạ? Và đây là một trong những cái nghiên cứu vô cùng tuyệt vời của giáo sư Paul Tekel, trường đại học Minnesota của Mỹ. Ông đã nghiên cứu ra năm cấp độ nóng giận của bất kỳ một em bé nào. Cấp độ 1 đó là cấp độ của sự nóng giận. Cấp độ 2 đó là nóng giận và kèm với buồn bã. Được chưa ạ? Rồi, và cấp độ thứ 3 ông gọi đó là một cái cấp độ là đừng chạm vào tôi. Và cấp độ thứ 4 đó là cần một cái ôm. Các con sẽ cầm một cái ôm rất là ngọt ngào và ấm áp của cha mẹ. Và cấp độ số 5 đó là hết nóng giận. Rồi, thế thì ba mẹ cần phải chú ý như thế này. Bất kỳ một cái sự cơn nóng giận nào của các con thì nó đều được trải qua 5 cái cấp độ như vậy, từng bước một, từ bước 1 đến bước thứ 5. Thế thì thường thì chúng ta ở nhà, chúng ta lại không biết, và chúng ta hay chạm vào ở cái cấp độ là số 1, số 2 và số 3. Tức là chúng ta sẽ nhìn thấy con có biểu hiện như thế này này. Đầu tiên á, khi mà con vừa mới nóng giận lên thì con sẽ có cái biểu hiện la hét, thậm chí là quăng đồ. Đấy, xong bắt đầu là các con sẽ chuyển nhanh sang cái giai đoạn thứ 2. Đó là cái giai đoạn mà các con sẽ cảm giác thấy nóng giận với kèm buồn bã, các con sẽ khó chịu, các con khóc, các con quăng quật. Và các con khóc rất là dài, thì nó chiếm khoảng 40% như vừa rồi mà mẹ mới chia sẻ đó. Và tới cái khi mà ba mẹ sẽ nhìn thấy này, là đôi khi mà mình chạm vào cái cấp độ số 3 thì các con nó sẽ uốn cong người lên, nó lên chân đạp, thậm chí nó la hết, nó uốn cong của người lên. Đấy là những cái biểu hiện mà các con đang ở cái level số 3. Tức là thường chúng ta lại không biết chúng ta chạm thấy ở cái cấp độ này, và dẫn tới cái việc là con của ba mẹ sẽ càng ngày càng trở nên khó chịu và nóng giận hơn. Và theo như giáo sư Paul Tekel, ông ấy nói rằng là nếu như ba mẹ mà cứ tiếp tục tác động sai vào cấp độ 1, cấp độ 2 và cấp độ 3 như vậy á, thì lần sau cái cường độ lăn đùng đoan vạ, cái cường độ mà khóc lóc của các con càng ngày càng gia tăng lên một cách rất mãnh liệt. Đó, thế thì chúng ta hãy không chạm vào trong ba cái cấp độ như vậy, mà chúng ta cứ bình an để đi sang một bên. Các con cứ la hét thì cứ la hét, và ba mẹ hãy làm những cái điều này như mẹ Hệ này. Hãy chờ tới cái lúc nào mà các con của ba mẹ mà có cái biểu hiện như thế này nè, các con khóc rấm rứt nha. Sau ba mẹ hãy để ý mắt của con nhé. Nhìn ngó ba mẹ, hoặc liếc bên này liếc bên kia, tức là giống như một cái cảm giác mà con đang chờ đợi một cái ôm của ba mẹ, đang cần một cái sự vỗ về của cha mẹ đó. Thì lúc đấy chúng ta hãy tiến gần lại bên con và ôm con vào lòng một cái, và lúc đấy mình hãy vỗ về con, được không ạ? Rồi, cái điều này rất quan trọng, và thường thì chúng ta ở nhà chúng ta đang không làm đúng quy trình này. Như vậy, bây giờ từ nãy giờ mình hẹn nói 4 cái quy trình, tức là trải qua 4 cái bước, thì chúng ta cần chú ý như sau này. Bây giờ một cái em bé nó lăn đùng đan vạ, bây giờ mẹ sẽ đưa cho ba mẹ cái hướng xử lý nha. Khi mà nó lăn đùng lăn vạ thì chúng ta cứ để mặc con lăn đùng lăn vạ như vậy không sao hết. Chúng ta có một cái giải pháp, đó là ngồi ở kế bên cạnh của con, mà chúng ta cứ làm việc. Ví dụ mẹ Hệ mà thấy Mina mà lăn đùng lăn vạ, đúng không, mẹ Hệ sẽ cầm một cái trên tay một cái quyển sách như thế này. Mẹ Hệ sẽ cầm này. Wow, mẹ Hệ sẽ đọc sách. Wow, 25 nhân vật nổi tiếng thế giới à. Thật là hay quá đi mất. Đó, mẹ Hệ sẽ ngồi, mẹ Hệ lấy sách, mẹ Hệ đọc như này một cách rất là bình an. Và ba mẹ biết không ạ, chúng ta hãy để cho khuôn mặt của chúng ta đầu tiên là bình an. Chúng ta phải hết sức bình tĩnh. Nhưng cái bình an quan trọng hơn, bình an là như thế nào? Mẹ Hệ nhắc lại nha, phải thực sự bình tĩnh và bình an. Tức là khuôn mặt của chúng ta hãy giãn cơ mặt ra, nở một nụ cười ra, được không ạ? Hãy thực sự bình an. Đấy, thế thì khi mà chúng ta bình an như vậy thì chúng ta cứ ngồi kế bên con thôi. Hoặc nếu như ba mẹ mà đang làm việc thì cứ xoay vào làm việc. Như mẹ Hệ thì mẹ cứ lôi quyển sách cho mẹ Hệ đọc, mẹ cầm xong mẹ Hệ ngồi kế bên. Mina lăn đùng ra đây thì cứ lăn đùng. Và khi mà mẹ Hệ cầm cuốn sách nhìn lên đó thì mẹ đọc như thế này, thì chắc chắn mẹ Hệ không bao giờ nhìn vào Mina nha. Ba mẹ tuyệt đối này, lúc này chúng ta tuyệt đối không được nhìn vào mắt con. Trong lúc này trẻ lăn đùng lăn vạ thì cứ để cho lăn đùng lăn vạ, và chúng ta làm gì chúng ta cứ làm. Hoặc thậm chí chúng ta ra nói chuyện với ông bà, nói chuyện với bố mẹ, hay chúng ta đang nấu cơm chúng ta cứ nấu cơm. Đấy, chúng ta cứ để con của chúng ta ở bên lăn đùng ra khóc lóc không sao hết. Chúng ta cứ để cho con được thoát cái cảm xúc ra và được thể hiện cái cảm xúc của con. Rồi, và nếu như mà có bố ở nhà thì chúng ta có thể tới chúng ta nói chuyện với bố một cách rất bình thường thôi.
rất bình thường. Và ba mẹ hãy quan sát con, quan sát bằng cách là không phải nhìn vào con đâu ạ, mà chúng ta quan sát theo kiểu là chúng ta đứng như thế này, nhưng mà cái khoang mắt của chúng ta, cái vòm mắt của chúng ta vẫn nhìn thấy được đứa trẻ của chúng ta, đúng không ạ? Chúng ta tuyệt đối không được này, một, bỏ đi ra nơi khác. Điều này là điều cấm kỵ nha. Thường ở nhà chúng ta hay tức giận lên xong bắt đầu để con một nơi xong chạy đi ra một nơi khác, hoặc là nhốt con vào trong nhà tắm để mà khuất mắt các con đi. Cái điều này là hoàn toàn sai lầm của chúng ta trong cái việc xử lý trẻ ăn vạ. Chúng ta cứ để cho trẻ lăn đùng ra đấy không sao hết. Con có ném đầu cũng không sao hết, con có thét lên cũng không sao hết, con có la hết cũng không sao hết. Chúng ta cứ bình an cho mẹ hệ, được không ạ? Ngồi xuống, mẹ hệ thì cầm cuốn sách, còn cha mẹ làm gì thì tùy của mình ở nhà nha. Rồi, tiếp sau đó, khi mà chúng ta cứ nói chuyện với ông bà, chúng ta cứ đọc sách, chúng ta cứ làm một cách rất bình an như thế, thì một chút xíu nữa thôi, con của ba mẹ nó sẽ nó rấm rứt. Hoặc là ba mẹ chú ý quan sát, thấy cái ánh mắt của con nó chớp, sau đó thì nó đấy, nó liếc bên này, nó nhìn bên kia để nó tìm kiếm một cái nguồn trợ lực nào đó từ chúng ta. Đó là lúc mà ba mẹ sẽ nhìn thấy con ở cái giai đoạn số 4. Thế thì lúc này bình an, khi mà chúng ta hãy bình an, chúng ta để cuốn sách một cái xuống, chúng ta nở nụ cười đối với con và chúng ta nói nè, rồi ra đi mẹ ôm một cái nào. Sau đó chúng ta ôm con vào lòng và vỗ về. Chúng ta ôm con, mẹ biết là, chúng ta nhớ cái câu này nhé, mẹ biết là con đang rất khó chịu khi mà muốn đang xem tivi mà mẹ không cho coi nữa, đúng không nào? Hay là mẹ biết rằng là con đang chơi đồ chơi mà con phải cất đồ chơi đi thì con rất là khó chịu, đúng không nào? Đấy, tuy nhiên á, thì bây giờ chúng ta hết giờ rồi, thế ngày mai, thế thì ngày mai con muốn chơi đồ chơi vào lúc 17 giờ hay là con muốn chơi đồ chơi vào lúc 16 giờ, mẹ hệ ví dụ như thế. Đấy, thế thì cái cách chúng ta nói chuyện như vậy, chúng ta phải đồng cảm với cái cảm xúc của con. Mẹ hệ nhắc đi nhắc lại cái việc này này, đồng cảm với cảm xúc của con, điều này rất quan trọng. Mẹ biết là con đang chơi đồ chơi mà phải cất đồ chơi đi thì chắc chắn là sẽ rất buồn rồi. Hay là mẹ biết rằng là con rất muốn chơi cái đồ chơi đó, đúng không? Hay mẹ biết rằng là con rất thích cái món đồ chơi ở trong siêu thị đó, đúng không? Đấy, nhưng mà lần sau mẹ đã ghi vào trong cuốn sổ rồi. Mẹ đã ghi vào trong cuốn sổ rồi, lần sau nếu mà vào cái ngày sinh nhật của con á thì mẹ sẽ tặng con cái món đồ chơi đó. Được không nào? Tức là chúng ta cũng không thể thỏa mãn tức thời của con được, bởi vì nếu chúng ta mà thỏa mãn tức thời thì dẫn tới cái việc là trẻ em lần sau nó sẽ tiếp tục mè nheo và nó tiếp tục đòi nữa, nên chúng ta cũng tuyệt đối không được thỏa mãn tức thời đối với con. Rồi, và khi chúng ta ôm ấp con vào lòng rồi á, thì chúng ta hãy giúp cho mẹ ở cái bước 5, tức là lúc cái trẻ hết nóng giận rồi, thì chúng ta phải hỏi con của chúng ta một câu hỏi có sự lựa chọn. Ví dụ như thế này này, Mina của mẹ hệ có rất là nhiều lần đòi đi ra siêu thị chơi mà mẹ hệ không cho đi chơi, thì mẹ hệ sẽ hỏi này, thế thì lần sau á là con muốn đi cái siêu thị mini hay là con muốn đi cái siêu thị to nào? Đấy, mini là siêu thị nhỏ đấy. Thì Mina, thường Mina hay để tay vào mặt của Mina nói là siêu thị mini. Đó, thì khi mà con nói được cái từ siêu thị mini ra, tức là cái cảm xúc ở trong của con nó được thoát ra bên ngoài. Tại sao mẹ hệ phải nói với ba mẹ phải hỏi câu hỏi của sự lựa chọn? Câu hỏi của sự lựa chọn thì có thể như này. Ví dụ như là con đang chơi bóng, xong mình bắt con cất cái đồ chơi đi, không cho chơi bóng nữa. Thì mẹ phải hỏi cái câu là, thế nếu như lần sau mà con chơi bóng thì con sẽ chơi bóng cùng với mẹ hay là con chơi bóng cùng với ba? Ví dụ như thế, tức là chúng ta phải hỏi cái câu hỏi và sự lựa chọn để con được trả lời. Khi con trả lời thì cái dòng cảm xúc của con nó được thoát ra bên ngoài, giống như kiểu là một cái nước mà ở trong một cái ống cống. Khi mà nó được chảy ra một cái rồi thì nó được thoát cái cảm xúc ra đi bên ngoài và dẫn tới trẻ và em bé nó không còn tồn đọng năng lượng ở bên trong nữa. Và đó là một trong những cái điều cực kỳ tuyệt vời để giúp cho con của ba mẹ được khơi thông cái nguồn năng lượng ra và các con không bị ứ đọng nữa. Chứ nếu ba mẹ không hỏi cái câu hỏi của sự lựa chọn để con được trả lời, để con được thoát cái cảm xúc ra, thì dẫn tới cái năng lượng tồn đọng của con nó sẽ bị ứ đọng lại ở trong con rất là nhiều. Và hôm nay thì con ứ một phần, lần sau con lại khó chịu, con lại ứ tiếp một phần nữa, ngày sau nữa con lại khó chịu, con lại tiếp tục ứ tiếp một phần nữa, thì dẫn tới là gì? Lượng đủ chất đổi, dẫn tới một ngày cái năng lượng của con nó quá lớn và dẫn tới là cái mối quan hệ của con với mình có vấn đề, hoặc là các con sẽ bị bung cái cảm xúc ra và cực kỳ là rất không tốt cho một em bé. Tới đây thì ba mẹ đã rõ chưa ạ? Rồi, ba mẹ thân mến, và mẹ hệ vừa mới chia sẻ lại cho ba mẹ đó là 5 cái cấp độ xử lý đối với bất kỳ một em bé nào trẻ ăn vạ mè nheo khóc lóc nhá. Thế thì nếu như ba mẹ thấy rằng là cái kênh YouTube của Hot Kids Việt Nam cực kỳ tuyệt vời, thì ba mẹ đừng quên nhấn nút
đăng ký. Mẹ hãy nhớ nha, mẹ hãy nhắc lại nha, nhấn nút đăng ký và nhấn vào cái nút hình quả chuông á để nhận được tất cả các video tiếp theo của Hot Kids Việt Nam của mẹ hãy và cô Lại Thị Hải Lý. Xin chào và hẹn gặp lại ba mẹ.